Xin chào các bạn, chúng mình là xe trộn bê tông, xe cứu hỏa, xe bồn và xe ben đi làm việc đây các bạn ơi. Hôm nay chúng mình phải chở nhau đi làm việc, tại vì hôm nay đường đi có rất là nhiều quái vật luôn, nên chúng mình chở nhau đi như vậy để tránh khỏi quái vật. Wow, mới nó có xuất hiện một con rắn khổng lồ các bạn ơi, nó đuổi theo mình, trời ơi nó rất là to. Chúng ta phải chạy nhanh thôi. Wow, lại xuất hiện một con khủng long bay. Ôi nó làm gì kia các bạn ơi, nó chờ mình, nó làm gì kìa. Ấy chết rồi các bạn ơi, nó phun lửa, ghê quá các bạn ơi. Hình quá, nó bỏ nó đi rồi, chúng ta chạy nhanh thôi. Ấy cái gì đây, chết rồi các bạn ơi. Có một quả cầu khổng lồ, thì ra có một khẩu súng phía trước, nó bắn xe ô trộn bê tông của mình bị nát rồi các bạn ơi. Wow, bây giờ mình phải tung vô nó thôi các bạn ơi, cố gắng lên, chúng ta tung vô nó. Tung nào, các bạn ơi. Chúng ta tung vô nó nhưng mà nó rất là mạnh luôn, nó chỉ bị đẩy lùi tí xíu thôi. Còn các xe của chúng ta bị bốc cháy rồi các bạn ơi. Wow, khẩu súng này chắc là do quái vật biến hình ra nè. Trời ơi, nó rất là ghê, rất là to luôn các bạn ơi, nó làm cái xe của mình hư hại hết trơn rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Đó, các bạn coi lại nè. Cái xe của mình rất là to, rất là nhiều xe luôn mà không là gì so với khẩu súng này hết. Khẩu súng siêu to khổng lồ này nó bắn một quả đạn ra khiến các xe của mình bị hư hại hết trơn rồi nè các bạn ơi. Bây giờ các xe của mình hư hại hết trơn rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng mình là các xe cứu hỏa đây. Nghe nói xe trộn bê tông đã bốc cháy, chúng mình đi tới cứu xe trộn bê tông thôi. Wow, một con khủng long xuất hiện các bạn ơi. Chết rồi, có một con khủng long xuất hiện kìa, nó kìa, chúng ta chạy nhanh thôi. Wow, rất là nhiều quái vật luôn. Rồi nó bỏ đi rồi, hên quá, chúng ta phải chạy nhanh thôi các bạn ơi. Có một con khủng long xuất hiện để cản trở chúng ta đây rồi. Phía trước chúng ta có một cái gờ để chúng ta sẽ phải bay lên đây rồi, chúng ta cố gắng lên. Trời ơi, nó xuất hiện, chết rồi các bạn ơi, nó đạp xe của chúng mình các bạn ơi. Wow, nó ghê quá, trời ơi, chúng mình rồi, chúng mình đi lộn đường bị rơi xuống đây rồi các bạn ơi. Rồi các xe cứu hỏa của chúng ta đã bị nó đá một cái mà rơi xuống vực thẳm luôn rồi các bạn ơi. Chết rồi, wow, và nó đứng đây nó chờ tụi mình kìa. Chết rồi, lại xuất hiện con khủng long rất là to, nó làm các xe cứu hỏa mình nát tan tành rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng mình là các xe cứu hộ chở các xe đua địa hình khổng lồ siêu to đây các bạn ơi. Nghe nói xe cứu hỏa đã bị khủng long nó đạp xuống rớt xuống vực thẳm rồi. Bây giờ chúng ta phải đi cứu xe cứu hỏa thôi. Ê các bạn ơi, xuất hiện một con gì kia. Ý, các xe của mình tung chúng nó rồi. Ôi chết rồi các bạn ơi, một thằng người dao ơi, các xe của mình tung chúng nó là nó té rồi. Bây giờ nó đứng đây nó chờ các bạn ơi, không biết nó làm gì kia. Nó sẽ trả thù. Wow, đúng rồi các bạn ơi, nó bắn các xe của mình rồi. Các quả cầu lửa kia, chết rồi, chạy thôi các bạn ơi, nó trả thù mình rồi. Ê, trời ơi, hên quá, nó bắn súng xe mình nhưng mà xe của mình không sao. Các bạn ơi, các bạn chạy nhanh thôi. Ê, phía trước của chúng ta là quái vật gì đây? Ồ, nó biến ra một con bikini toilet các bạn ơi, và các xe của chúng ta tung vô bikini toilet rồi. Chết rồi các bạn ơi. Thì ra con quái vật hồi nãy là bikini toilet, chúng mình tung chúng nó, bây giờ nó chặn đầu chúng mình. Nó làm cho các xe của chúng mình tung vô nó và nó hết tan tành rồi các bạn ơi. Vậy là chúng mình thất bại rồi. Đó các bạn coi lại nè, có một con bikini toilet chân nhện ở đây, nó đứng đây nó chờ chúng mình. Nó làm cho cái đường này bị cắt đứt làm đôi luôn các bạn ơi, khiến cho các xe của chúng ta tung vô nó luôn rồi. Vậy là bây giờ chúng ta cũng không còn xe để đi giải cứu cho xe cứu hỏa và xe trộn bê tông nữa rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng ta là các xe ben chở xe buýt đây. Wow, các xe ben chở xe buýt nè. Và tại sao chúng ta chở đúng không? Tại vì các xe buýt này đã bị hư hại rồi các bạn ơi. Đây là xe buýt đưa rước học sinh đó. Hôm nay các xe buýt của chúng ta sẽ tới trường học, nhưng mà xe buýt của chúng ta đã bị hư bánh rồi, nên bây giờ các xe ben sẽ chở các xe buýt để đi sửa chữa nào. Đó, các bạn thấy không? Xe ben màu đỏ chở xe buýt màu xanh, xe ben màu xanh thì chở xe buýt màu hồng nè, còn đây là xe ben màu tím chở xe buýt màu xanh nhạt. Ở phía trước là xe buýt màu cam, chúng ta cố gắng lên các bạn ơi. Nghe nói là có rất nhiều quái vật luôn, nhưng mà chúng ta phải cố gắng để đi sửa chữa xe buýt để đón học sinh thôi các bạn ơi. Ê các bạn ơi, chết rồi, có một cái ổ gà chỗ này rất là to luôn, các xe của chúng ta bị lọt xuống ổ gà rồi. Wow các bạn ơi, ở đây có một cái ổ gà, các bạn coi lại nè. Đó, ngay ngã ba ngã tư này có một cái ổ gà khiến các xe của chúng mình bị lọt xuống đây rồi. Wow, vậy là các xe của chúng ta bị hư hại hết trơn rồi. Wow, xe buýt màu xanh này coi chừng lọt xuống, hên quá không bị lọt xuống các bạn ơi. Đó, và các xe buýt phía trước thì cũng bị hư hại luôn rồi, xe này bị bốc cháy luôn rồi nè các bạn ơi, và rơi cái bánh ra ngoài, vậy là chúng ta thất bại rồi. Các bạn ơi, chúng ta phải chạy nhanh thôi, ghê quá các bạn ơi, chúng mình là xe bồn chở nước đây. Wow, mình nghe nói có rất là nhiều quái vật, nó đã làm ra cái hố để bẫy các xe và các xe rơi xuống hố hết luôn, chúng ta phải chạy xuống núi để trốn thoát nó thôi. Ok, chúng ta đi nào. Wow, tại sao chúng ta lại đi vô đường bậc thang? Chết rồi, xe màu xanh bị đổ rồi các bạn ơi. Oh my god, các bạn ơi, chúng ta đi lộn đường rồi.
Chết rồi, các bạn quay lại đi, quay lại đi. Không kịp rồi, làm sao mà quay lại nữa. Chúng ta đang chạy xuống dốc với tốc độ rất là cao, làm sao mà thắng kịp. Thôi chúng ta phải cố gắng đi qua thôi. Khi rồi chúng ta đã tới đường đất rồi, hy vọng chúng ta sẽ không sao. Ô các bạn ơi, với tốc độ nhanh thế này thì chúng ta đã bị văng vô và tung vô cái gạch này rồi các bạn ơi. Và đây các bạn coi lại nè, với tốc độ nhanh như thế này thì các xe của chúng ta không thể thắng lại. Và cuối cùng đã bị thất bại rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta không thể chạy thoát rồi. Đó, các xe của chúng ta hư hại hết trơn luôn rồi. Đó, các bạn coi lại nè, các xe của chúng ta bay từ trên núi xuống và đã nát tan tành luôn rồi các bạn ơi. Cái bánh thì bay ra ngoài luôn rồi, ai cứu mình với. Các bạn ơi, chúng mình là các xe school bus chở xe ô tô đây các bạn ơi. Các xe ô tô này cũng bị hư rồi. Đó, các bạn thấy không, cái bánh của nó bị rơi ra ngoài rồi, nên chúng mình chở cái xe ô tô này tới gara sửa chữa thôi. Nhưng mà đường đi này rất là nhiều tuyết luôn nè các bạn ơi. Hy vọng chúng ta đến nơi thành công và không bị quái vật nó ăn thịt nha. Ok, chúng ta cố gắng lên. Đây là xe buýt màu xanh chở hai chiếc xe ô tô, hai chiếc xe ô tô màu vàng. Phía sau là xe buýt màu tím nè các bạn ơi, và màu hồng nữa kìa. Đó, rất là nhiều xe luôn và đường đi rất là trơn trượt nè. Các xe của chúng ta phải cẩn thận nha. Ok, chúng ta đi thôi. Đường đi đầy tuyết phủ trắng kín luôn các bạn ơi. Đường đi rất là trơn trượt luôn. Hy vọng là chúng ta sẽ tới gara thành công. Kia rồi, chúng ta đã thấy gara sửa chữa phía trước đó bên tay phải kìa. Ê ê, chết rồi các bạn ơi, lại có một cái hố nữa rồi. Oh my god các bạn ơi, các xe của chúng ta lại bất cẩn rơi xuống hố rồi. Các bạn coi lại nè, chết rồi, wow, có một cái hố nằm ngay giữa đường luôn rồi. Các xe của chúng ta bị lọt xuống hố hết trơn luôn rồi. Không biết tại sao đó có một cái hố ở dưới đây. Đó, các bạn thấy rõ cái hố chưa? Và giống như là cái hố vô hình đó, xe màu đỏ lọt xuống rồi kìa. Còn các xe kia thì bị giữ lại luôn các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã bị thất bại rồi. Không sao không sao, bây giờ các anh sẽ đi cứu các em nha. Các em biết anh là xe gì không? Anh là các xe buýt rất là siêu to khổng lồ đây. Người ta gọi là xe buýt 2 tầng đó. Các em xe buýt hãy cứ nằm ở cái hố đó, các anh sẽ giải cứu các em. Vậy thì chúng ta lên nào. Ok, mình là xe buýt màu xanh đây. Phía sau của mình là xe buýt màu cam, màu tím và màu vàng. Ây ây, và đây là một cái gờ gì đây? Ây chết rồi, các xe buýt của chúng ta bị vướng vô cái gờ này rồi. Và đây lại một cái hố nữa, chết rồi. Xe buýt to như thế này mà còn bị thất bại nữa thì làm sao mà cứu được các xe buýt nhỏ đây. Trời ơi, tự nhiên có một cái hố nè. Đó, có một cái hố rất là to luôn. Các xe của chúng ta vướng lại và rơi xuống hố luôn rồi. Vậy là các xe của chúng ta tuy to cao, đẹp trai khổng lồ mà thất bại rồi. Không sao không sao, chúng mình là các xe bồn chở nước khác đây. Các xe bồn chở nước hồi nãy ở trên núi đã bị hư hại rồi. Còn chúng mình là các xe bồn ở dưới mặt đất nè. Bây giờ chúng mình sẽ tới để giải cứu các bạn nha. Ok, vì chúng mình đi trên mặt đất rất là dễ đi nè. Không sao đâu, chúng ta sẽ tới giải cứu các xe thôi. Ok, chúng ta cố lên nào. Đó, phía trước của chúng ta, ý là cái gì kia, chết rồi. Một con quay chết rồi, có một con quay chặn đường chúng ta. Chúng ta đi dưới mặt đất như thế này mà lại có một con quay, các bạn coi lại nè, chết rồi. Wow, tung thẳng cho con quay luôn các bạn ơi. Vậy là xe bồn đi dưới mặt đất cũng bị thất bại luôn rồi. Đó, bốc cháy hết nát tan tành luôn rồi. Vậy là hôm nay chúng ta đều thất bại rồi. Wow, các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bird City nha. Trời ơi các bạn ơi, hôm nay xuất hiện con rắn siêu to khổng lồ luôn. Xuất hiện một con khủng long lửa nữa các bạn ơi, phun lửa. Và còn một con khủng long rất là ghê, nó đá một phát các xe của chúng ta bay xuống dưới vực thẳm luôn các bạn ơi, khiến cho các xe của chúng ta nát tan tành luôn. Đó là xe cứu hỏa đó. Và hôm nay xe trộn bê tông, xe buýt, xe cứu hỏa, rồi rất là nhiều xe đã đi làm nhiệm vụ không thành công. Đặc biệt là xe buýt đó các bạn ơi, trời ơi, xe buýt bị lọt xuống hố rất là nhiều luôn. Và cả xe bồn chở nước nữa. Xe bồn chở nước thì chạy trên núi xuống thì nát tan tành luôn. Còn xe bồn chở nước đi ở dưới mặt đất thì bị con quay hủy diệt đánh nát luôn các bạn ơi. Và hôm nay quái vật rất là ghê luôn. Ở này mình thất bại rồi các bạn ơi, nhưng không sao đâu, đây chỉ là game thôi. Nếu các bạn thấy video hay nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Bird City và Troop City nữa nha. Các bạn nhớ like video cho mình nha, nhớ comment để mình làm video hay hơn cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ là đọc kinh cầu nguyện và với Chúa Giêsu với mẹ Maria nha. Đây nè mẹ, đó, đây các bạn, đây là mẹ nè, đây là Chúa nè. Đó, mẹ phải lần Chúa với Đức Mẹ nha. Và các bạn phải nhớ sống khiêm nhường, đạo đức thánh thiện, không ăn cắp, không nói dối, vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô nha. Bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày sau nha.